Thưa quý vị, đẽo sọ, phơi xác người chết, chôn sống con theo mẹ, đó mới chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những luật tục của đồng bào dân tộc. Quan niệm ăn sâu vào tập quán của người dân tộc, một lời nguyền tồn tại hàng trăm năm qua, khiến cho đồng bào nơi đây mãi chưa thoát ra khỏi bệnh tật, đói nghèo, lạc hậu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video Dùng mình với những hủ tục ma chay chỉ có ở Việt Nam. Dùng mình với những hủ tục ma chay chỉ có ở Việt Nam. Mẹ chết, con bị chôn sống. Dợ tơm am ý là hủ tục của người dân tộc Ba Na và Gia Rai ở Tây Nguyên. Theo tục lệ này, nếu người mẹ chẳng may chết khi vượt cạn, thì trẻ sơ sinh sẽ phải chết theo. Ngay cả những đứa trẻ đang trong giai đoạn bú sữa mà người mẹ qua đời thì cũng bị chôn sống hoặc bỏ mặc giữa rừng. Người dân nơi đây thừa nhận, dợm tơm am ý là có thật chứ không phải là lời đồn, nhưng hủ tục có từ bao giờ thì không ai biết. Đây là hủ tục truyền đời nên dù gia đình không muốn thì áp lực từ phía dân làng khiến cha và người thân của đứa bé cũng không dám đấu tranh bảo vệ con. Những người già từng chứng kiến thủ tục dợ tơm am ý giải thích, nguyên nhân của hủ tục này là do cuộc sống nơi núi rừng xưa kia còn nhiều khó khăn khắc nghiệt. Nếu mẹ chết, con không được bú mẹ rồi cũng sẽ chết đói. Người ta tin rằng chôn đứa bé theo mẹ, cùng nhau sang thế giới bên kia sẽ được mẹ chăm sóc tốt hơn. Tuy nhiên hiện nay cũng có một bộ phận người dân tự nhận thức được việc làm này là sai trái, nên đã đấu tranh xóa bỏ hủ tục, cứu những đứa trẻ khỏi những cái chết oan uổng, đẽo sọ người chết. Ở Ninh Thuận, đồng bào Chăm Bà La Môn có tục đẽo sọ người chết thành những đồng xu nhỏ để nhập vào đá, gửi ước nguyện sẽ được vĩnh hằng và bất tử. Tục cũng quy định người chết dưới 15 tuổi chỉ chôn không được thiêu. Với người từ 15 tuổi trở lên, người Chăm chia làm hai trường hợp. Chết bình thường, vì bệnh, vì già cả, sẽ được thiêu tươi. Và chết không bình thường, vì tai nạn xe cộ, thú dữ. Chết vào ngày hết trăng mùng 1 sẽ được thiêu khô. Khoảng nửa giờ sau khi lửa thiêu sạch thi hài, thầy cúng cùng các người con cả của người chết lấy dựa chặt đầu thi hài và móc hộp sọ. Những người khéo tay sẽ đem hộp sọ gọt rũa thành 9 mảnh xương đối với nữ, 7 mảnh đối với nam. Hình thù mỗi mảnh bằng đồng xu, được cất giữ trong một cái hộp để thờ tự. Sau khoảng thời gian 5 đến 10 năm hoặc chờ đủ 15 đến 20 năm sẽ đem làm lễ nhập cút bên tộc họ mẹ. Cút là nơi thờ cúng chung của dòng họ theo chế độ mẫu hệ. Mỗi người Chăm từ khi sinh ra đến lúc chết đi đều mang tâm niệm phải trở về yên nghỉ bên mảnh đất của dòng họ mẹ, được làm lễ nhập cút và hóa kiếp với tổ tiên dòng họ. Trải qua hàng trăm năm, người Chăm Bà La Môn ở Ninh Thuận vẫn giữ tục lệ cổ xưa, coi đó là cách thể hiện sự kính trọng đối với người đã khuất. Để các nghi thức trở nên nhẹ nhàng hơn, hiện nay mỗi hộp sọ người chết chỉ được chọn lấy một mảnh xương trán đẽo thành một đồng xu duy nhất, còn tất cả những phần xương cốt khác đều được đem hỏa thiêu. Họ tin rằng ngọn lửa thiêu chỉ làm cháy phần xác, phần hồn vẫn còn, nếu được nhập cút sẽ trở nên bất tử. Ám ảnh hủ tục ma trùng. Ở hai thôn Xuân Thiên Thượng và Xuân Thiên Hạ, xã Vĩnh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, người dân bao đời nay còn lưu truyền một hủ tục rùng rợn gọi là ma trùng. Theo hủ tục này, khi không may người trong họ tộc có người chết trùng với thời điểm người thân đột nhiên sinh bệnh nặng, thì con cháu trong gia đình người bệnh sẽ chuẩn bị xăng dầu cuốc sẻng đi sới tung mộ người chết để yểm bùa chú. Phải qua 49 ngày hoặc tròn 1 năm thì người chết mới có thể bình thản nghỉ ngơi, người sống không đổ oan cho người chết được nữa. Quan niệm lạc hậu này kéo theo hệ lụy không nhỏ, ảnh hưởng tới việc thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa của người dân. Việc canh chừng mồ mả luôn khiến người thân của người đã qua đời phải lo lắng bất an. Trong vài năm trở lại đây, chính quyền xã Vĩnh Xuân nói riêng và Thừa Thiên Huế nói chung đã tích cực nỗ lực hướng đến thay đổi nhận thức của người dân. Phơi xác chết hàng chục ngày rồi mới mai táng. Theo phong tục của người Mông ở Hà Giang và Mường Lát ở Thanh Hóa, khi có người chết, gia đình không bỏ vào quan tài ngay mà để người chết nằm bên ngoài từ 5 đến 7 ngày. Cả gia đình vẫn giữ lối sống sinh hoạt thường ngày, đút cơm cho nước vào miệng người đã khuất. Sau nhiều ngày, thức ăn lên men, thậm chí ruồi nhặng bâu đen quanh mặt người chết, họ vẫn tiếp tục đút cơm như thế. Thêm vào đó hàng ngày, người sống khiêng người chết ra sân, đặt ngửa, nằm trên tấm ván đã chuẩn bị sẵn để người chết được ngắm mặt trời. Dù mưa to hay nắng cháy thì phải khi mặt trời mọc mới được khiêng người chết vào nhà. Tùy vào người chết có bao nhiêu con, người nhà sẽ đem phơi nắng từng đó ngày. Có người đưa ra 1-2 ngày, cũng có người đưa ra hàng tuần trời. Kể cả tay chân, đầu tóc rời ra thì họ vẫn phải cúng cho đúng ngày, đúng tục. Gần đây người Mông không còn phơi xác người chết hàng chục ngày như xưa nữa, nhưng tục này vẫn được duy trì. Theo đó, tùy theo số con cháu đông hay ít mà người sống phơi xác người chết từ 1 đến 3 ngày rồi sẽ mang đi mai táng. Sinh đôi, giết một. Người Gia Rai ở Gia Lai có quan niệm,
Chỉ có phụ nữ bị ma ám, bị trời phạt mới đẻ sinh đôi. Nếu chẳng may sinh ba thì quả thật đó là một sự ghê rợn, kinh hoàng đối với người dân trong làng. Nếu để đứa trẻ sống thì chắc chắn nó sẽ mang họa. Để diệt trừ tai họa đó, anh em họ hàng và người dân trong làng sẽ kéo đến mang đứa bé vào rừng, chôn sống để con ma không còn biết đường quay về và cũng đồng thời để tạ lỗi với thần linh. Bởi điều này hàng trăm năm qua đã có biết bao nhiêu em bé sơ sinh bị tước đoạt được quyền sống ngay khi vừa mới chào đời. Tuy nhiên hủ tục này đã bị phá bỏ cách đây hơn chục năm nhờ vào công của già Herbert Lâm, nay đã hơn 70 tuổi. Khi một gia đình định tiến hành hủ tục này, già Herbert Lâm đã nhất quyết can ngăn, thuyết phục hàng trăm người con đang có ý định chôn sống đứa bé để họ từ bỏ việc làm sai trái của mình. Sau buổi nói chuyện, dân làng đã chịu ra về và để cho đứa bé được sống. Cũng từ đó tục lệ này đã dần mất đi. Ngày nay nhiều hủ tục lạc hậu đã bị xóa bỏ, tuy nhiên vẫn còn đó khá nhiều phong tục lạc hậu, cổ hủ tồn tại cho đến ngày hôm nay, khiến cho đời sống của người dân còn luẩn quẩn trong đói nghèo, bệnh tật, thậm chí còn chìm trong nợ nần sau những lần tổ chức các hủ tục. Đến đây thì thời lượng của video cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.